Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Nguyên và Cuộc Sống ở Long Xuyên. Nghe dần không vậy? Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một quán cà phê có tên là Mét ở khu Tây Sông Hậu, là khu Diamond City. Các bạn thông cảm mình đeo khẩu trang nha, tại vì bây giờ đang là dịch Corona nên mình review mình không có mở khẩu trang ra được. Hôm nay mình đi với chị hai mình. Ở đây quán dùng ống hút gạo nha mấy bạn, bảo vệ môi trường, ăn được luôn cái ống hút. Nếu mà bạn nào uống xong ly cà phê sữa mà thấy còn đói á, thì mình có thể ăn luôn cái ống hút. Mình chờ cái ống hút nó nở ra thấm với cà phê á, nó tự tự như nuôi vậy đó mấy bạn. Mà nuôi gì cà phê có điều nó hơi bị sượng. Cà phê thôi. Đây mình đang hưởng thức cái ly cà phê của mình. Vậy đó. Mình thì mình uống hơi hơi đắng. Chua. Gì chua ba? Có gì chua hả? Cà phê thì ok nha mọi người.